Vâng, chào anh em. Em lại làm một cái clip test và giới thiệu sản phẩm lại là Fisher. Vâng, âm ly Fisher 550T chạy 4 con sò RCA. Âm ly còn rất đẹp và ghép được nhiều dòng loa Mỹ Nhật, đặc biệt loa AR2AX bánh bò. Một âm ly anh em nhìn rất là đẹp, ruột gan trắng zin. Con này vỏ gỗ zin anh em nhé. Hiện tại thì em đang ghép nó với cặp loa Antec Lansing model 6, loa có bass 25 12 và tép kèn, ghép cũng rất là hợp anh em nhé. Đây em, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo anh em ạ. Radio FM rõ, lúm còn rất là sáng, vỏ gỗ zin rất đẹp anh em ạ. Em sẽ test một bản của Tuấn Vũ. Biết
chuyện hai chúng mình khi em vui anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đến vắng bước chân em. Qua lối này khi tay trắng tay buồn vắng lên vai hành trang đường dài vì đời đến ra mắt dài hơn cho đời nghe buốt giá nửa đêm vâng, quả thật là ngọt ngào và đậm đà đúng không anh em? Em cũng xin công bố giá âm ly Fisher 550T rất là đẹp, vỏ gỗ zin theo máy, bên shop em bán với giá là 13.500.000. Nói đến giá thì đây là quả thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Em đang phối ghép âm ly Fisher 550T với CD Marang 72A, cũng còn rất là đẹp. CD 72A bên em bán với giá là 13.500.000. Đôi Antec Model 6 bên em cũng bán với giá là 13.500.000. Bộ 3 sản phẩm đồng giá 13.500.000 một sản phẩm. Âm ly Fisher 550T CD Marang 72A Gold và Antec Lansing Model 6 đồng giá 13.500.000 một món. Anh em có nhu cầu quan tâm alo cho em theo số 0904 99 7890. Em liên hệ với em theo số, em sẽ gửi tất cả hình ảnh chi tiết cụ thể từng sản phẩm. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh test âm thanh của Boombox Audio. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip mới nhất.